cái tình bạn này nó đẹp ở chỗ để cho người ta, dù cho mãi biết chắc là sẽ chia tay đó, cái mẹ nói còn cái kết quả cái nào cũng chia tay. Nè bây giờ đơn giản thôi, lớp cấp 3 con đổi trường, một nó đổi trường thế nào chia tay, mẹ nói thiệt luôn. Em ngay ở trong thành phố này thôi mà đổi trường là chia luôn tay nha. Rồi còn dạ, em nó lên tới 92 cộng là coi như gần như full rồi đó. Rồi con đi du học hay ảnh đi du học thôi, chỉ cần một biến cố vậy thôi cũng chia tay. Dạ về bác về kiếm một cái adapter 6V nha, nó vô là ok. Còn không thì xài pin, nếu mà đi chạy đi này nọ thì xài pin, đi cắm trại đi này nọ thì xài pin ok. Kể cả tụi con giữ luôn tới đại học yêu nè. Không mà con này rất là nhiều cái đèn hay nha mấy bác. Hôm nay con nhìn ảnh là một chàng hoàng tử, nhưng ngày mai con gặp một cái anh đây là đèn SOS, đèn báo động, cũng thấy là cái này tình yêu dụng đèn cấp cứu. Dạ cứ tự con đào thải cái tình yêu này nữa chứ không phải là tới cái đèn nè, đèn vàng sáng làm sao. Cái cuộc tình này nó chỉ là một kinh nghiệm, một trải nghiệm, một kỷ niệm, ký ức trong cái cảm xúc đầu đời thôi. Tới cái này là thêm một cái đèn này nữa là được. Dạ, đèn để neon. Cái trải nghiệm của chuyện yêu đương là gì thôi, chứ con đừng có nghĩ đây là cái chuyện tình đời của em không luôn. Có đâu. Trong em là sống yếu lắm nha, tại điện không à. Thì cũng dạ. Biết rồi, đó là cách mình giải có FM luôn, có AM luôn. Để con đừng có bị. Đây là FM xuống đây là AM. À rồi. Dạ rồi còn báo cấp cứu. Mình dạy con mình có cái điều quan trọng vậy nè, mình kiếm cái adapter 6V cắm vô là ok nha mấy bác. Còn không thì mình xài pin. Em không có pin, thử em không test pin ha. Luôn luôn đề cao cái sự chân thành. Nó chạy 4 cục pin chung á, là pin pin C á hả? Bất cứ mà em không có ở đây, thử em không có cắm test. Đó, mà dắt pin còn sáng giới ha. Cao trong mối quan hệ. Đây dắt pin còn sáng giới ha mấy bác, nhìn giùm em nha. Có bất cứ một cái chuyện gì em ấy dù có sợ tới đâu hay là hậu quả nghiêm trọng tới nào, em không có pin em test thử, em sẽ không test pin, em test bằng adapter thôi. Được vấn đề đó, mình phải đẩy cái giá trị chân trung thành trung thực lên. Khi mà đến tuổi dậy thì có trường hợp cha mẹ